đá bóng là phải khởi động nghe chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển đến phần căn cơ nhá. Hôm nay là buổi đầu nhá, thầy cho các con chơi tự do nhá. Rồi, tốt lắm. Ta vui là mình cứ thích là được nhá. Không có vấn đề gì hết. Mạnh vào. Mạnh vào. Đó. Lên lấy hơi, dưới thở. Lên lấy hơi. Ôm hít vào.